Hồ Ngọc Hà bù đắp thời gian cho con trai nhóc kỳ, khoe 1.000 biểu cảm. Sau những ngày dạo phố cùng bạn sao, Hồ Ngọc Hà bù đắp cho Quý Từ Nhí, nữ ca sĩ và bé Leon khiến khắp không gian đường phố rộn ràng hơn nhờ những biểu cảm ngộ nghĩnh dễ thương của cậu ú. Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh. Hai nhóc kỳ sinh đôi đã đến trường, do đó nữ nghệ sĩ và ông xã luôn cố gắng tranh thủ những khoảng thời gian quý báu để chơi cùng các con. Gia đình kiểu mẫu này nếu không đưa con đi du lịch cuối tuần thì cũng sẽ nhiều hoạt động khác, đi dạo phố, chơi đùa khu vui chơi hay hoạt động tại nhà. Hơn một tuổi, bé Leon nhà Hà Hồ và Kim Lý vẫn giữ vững ngôi vị trí thánh men nhí của Vbiz. Mỗi lần xuất hiện dưới ống kính của ba mẹ, cậu ú đều bộc bạch gương mặt với nhiều trạng thái biểu cảm đa dạng, cực kỳ hài hước vui vẻ, tỏa ra năng lượng tích cực cho mọi người. Nhóc kỳ không ít lần khiến người hâm mộ phải bật cười vì biểu cảm cá dễ thương và tinh nghịch. Cậu nhóc chẳng cần pha trò gương mặt tự nhiên cũng có nét gì đó hài hước và hòm nam châm. Vui vẻ của gia đình nhà Hà Hồ và Kim Lý, nhưng đông đảo khán giả người hâm mộ, nét bập môi trợn mắt và những biểu cảm làm thương hiệu của Leon, Quý Từ luôn khiến dân tình ôm bụng cười vì nhóc kỳ quá đỗi tinh nghịch và đáng yêu. Sự thu hút của bé Leon nhà Hà Hồ đã được chứng minh qua những bài viết khoảnh khắc đều thu hút hàng trăm ngàn lượt thả tim và bình luận.